Top những bộ phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc ngọt sâu răng, không xem phí cả thanh xuân. Nên điện ảnh hoa ngữ nổi danh là xứ sở của những bộ phim ngược tâm, khiến người xem khóc hết nước mắt. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều tác phẩm ngôn tình hiện đại Trung Quốc lãng mạn. Vị trí đầu tiên, em là niềm kiêu hãnh của anh. Nếu từng xem qua tiểu thuyết của cô Mạn, thì chắc chắn ai nấy cũng đều quen thuộc với phong cách ngôn tình mộng mơ, lãng mạn của vị tác giả này. Em là niềm kiêu hãnh của anh cũng không ngoại lệ. Ngoài những lúc đấu tranh về mộng tưởng và thực tế của vu đồ, thì cuộc tình của hai nhân vật chính phải nói là cực kỳ hưởng phấn không thua kém gì yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em là niềm kiêu hãnh của anh do Sương dương định định Nhật Ba diễn chính là bộ phim làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ trong giữa năm nay. Tác phẩm này liên tục lập kỷ lục về lượt view và đảo các bảng xếp hạng về chỉ số truyền thông, lượt tìm kiếm, lượng theo dõi đề tài trong thời điểm phim lên sóng. Em là niềm kiêu hãnh của anh được Tencent đầu tư mạnh tay, dự án S+, nên những thành quả đạt được cũng rất xứng đáng. Đặc biệt Dương Dương và Nhật Ba đều là hai đỉnh nêu của làng giải trí hoa ngữ hiện nay. Việc cặp trai xinh gái đẹp này nên duyên, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Thứ hai, Sam Sam đến rồi. Sam Sam đến rồi là bộ phim ngôn tình chuyển thể từ chuyện của cô Mạn. Sam Sam đến rồi kể về cô nàng tiết Sam Sam chị Lợi Dĩnh. Cô nàng có gia thế học vấn ngoại hình đều bình thường. Nhưng nhờ có nhà máu hiếm mà cô đã cứu được em gái của ông chủ tập đoàn chỗ cô mới vừa ứng tuyển. Cơ duyên này đã khiến Sam Sam quen biết về Phong Đăng, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Thời điểm đó Sam Sam đến rồi chỉ lên sóng vẩn vẹn trong vòng 12 ngày, nhưng thành tích của phim rất đáng nể với rating trung bình 144, Và lượt xe online trên iQiyi cũng vượt mốc 7 tỷ. Cặp đôi diễn viên chính Trương Hàn trên lợi dĩnh cũng luôn nằm trong top chỉ số truyền thông thời điểm phim lên sóng. Ngoài ra bộ phim còn là dự án rating cao nhất của Đài Giang Tô năm 2014 mang đến cho Triệu lễ Dĩnh giải nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại quốc kịch, Thịnh Điển và Trương Hàn cũng trở thành nam diễn viên được yêu thích nhất của EQG năm đó. Thứ ba bên nhau chọn đời Được xem như là một tác phẩm kinh điển của thị trường văn học và là dấu ấn đặc biệt cho mảng tiểu thuyết ngôn tình, bên nhau chọn đời đã đưa những tâm hồn đang yêu và đang thầm yêu đến gần với những hình ảnh của bản thân qua cốt truyện cũng như các nhân vật của mình. Sau cú nổ xăm xăm đến rồi, bên nhau chọn đời là dự án truyền hình tiếp theo của cổ mạng được đưa lên màn ảnh bộ phim quy tụ hai ngôi sao hạng A đình đám, Đường Yên Trung Hàn Lương. Dù diễn xuất của Đường Yên còn vấp phải nhiều chỉ trích, song sự trung thủy lãng mạn của chàng luật sư đa tình, thâm tình Hà Dĩ Thâm Trung Hàn Lương và tình yêu đầy mãnh liệt của cô nàng nhấp ảnh ra xinh đẹp ngây thơ lại không kém phần năng động triệu mặc xanh Đường Yên. Vẫn khiến cho nhiều người phải chờ đợi mỗi tập phim. Thứ tư, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nếu bạn là fan của ngôn tình thì chắc chắn bạn đã xem qua bộ phim yêu em từ cái nhìn đầu tiên Tác phẩm được coi là huyền thoại của thể loại ngôn tình lãng mạn ra mắt năm 2016. Bộ phim điển hình cho câu chuyện tình của cặp nam sinh nữ tú vườn trường, từng làm mưa làm gió tại thị trường phim ảnh châu Á. Đồng thời, tác phẩm luôn đứng đầu với thành tích các bảng xếp hạng những bộ phim được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Bộ phim chủ yếu xoay quanh chuyện tình yêu lãng mạn giữa các nam thần tiêu lại Dương Dương và nàng game thủ bồi Vivi Trịnh Sảng. Họ đã trở thành tri kỷ trong tựa game thiện nữ ưu hồn. Vì tò mò về đối phương, cả hai đã quyết định gặp nhau ngoài đời lần gặp gỡ ấy đã mở lời cho định mệnh của bộ đôi. Dương Dương tuy không được đánh giá quá cao về câu chuyện diễn xuất, nhưng hình ảnh tiêu nại của anh chàng vẫn dư sức chinh phục khán giả. Cũng giống như Trịnh Sảng, vai diễn tiêu nại trong yêu em từ cái nhìn đầu tiên đưa anh chàng trở thành nam minh tinh nổi đình nổi đám trong giới giải trí hoa ngữ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!